Hello, xin chào quý anh chị. Hôm nay Phúc Việt Auto xin báo giá cho quý anh chị về cái dòng xe Dimatic bên em đang bán rất là rẻ nha. Dòng này bên em chỉ bán 79 triệu đồng thôi. Xe này thì mới về. Đây là xe nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, sản xuất 2005. Thì Phúc Việt Auto bên em chuyên mua và bán những cái dòng xe cũ đã qua sử dụng từ 2 chỗ đến 9 chỗ, máy xăng, máy dầu và có hỗ trợ trả góp cho những mẫu xe đời cao. Thì quý chị nào có nhu cầu mua bán hoặc là có người thân có nhu cầu mua và bán ô tô cũ thì có thể liên hệ bên em. Nếu bên em mua được thì bên em sẽ gửi tiền hoa hồng cho quý anh chị nhé. Quay lại thì chiếc Dimatic này được sản xuất năm 2005, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc và biển Đồng Nai nha. Xe này thì còn tương đối là ok, máy móc còn êm nha, và nước sơn thì qua thời gian thì chỉ còn khoảng 80% thôi, đốt thì còn tương đối nè. Cửa thì cho chị vẫn còn nha, còn rất là tốt nha, dưới nha, bên nắp, bên tay cửa này, còn ốc vẫn còn nguyên zin nha. Nội thất phía trong thì được bọc hai ghế da nè, mình có bọc vô lăng nè, có cam lùi nè, trần nỉ nè. Đặc biệt là chiếc này là chiếc xe số tự động nên đi trong nội thành rất là nhạt, máy lạnh rất mát, ba cửa gió điều hòa. Xe này thì đăng ký 2 chỗ và phía sau này thì mình có thể tải được 300 kg nè. Bên em sẽ cho quý chị xem giấy tờ luôn, giấy tờ xe đây nha, có đăng kiểm nè, có chứng minh nè, có bảo hiểm nè, bảo hiểm bắt buộc. Ở đây thì là Dimatic 2005 Hàn Quốc, nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc nè, niên hạn 2030 nè, tải trọng được 300 kg phía sau nè, đăng ký 2 chỗ ngồi và máy là máy 0.8. đối với dòng xe này, máy 0.8 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó từ 5 đến 6 lít thôi, rất là phù hợp, rất là tiết kiệm kinh tế cho quý anh chị đang muốn vừa chở hàng vừa chở người thì sử dụng cái dòng này rất phù hợp nha. Giá chỉ 79 triệu đồng, bao quý anh chị rút hồ sơ. Thì bên em sẽ mở cái phần máy lên cho quý anh chị xem nha. Cánh cửa vẫn còn tốt nha, đóng cửa rất là chắc nịch, vô lăng đó, có cam lùi luôn. Em sẽ mở phần cốp lên cho quý anh xem. Đây cái phần máy nha, đây là phần máy thì máy 0.8, các ốc trên máy vẫn còn nguyên nha. Máy này thì bên em chưa vệ sinh. Có dấu vết theo thời gian thôi nhưng mà máy còn nổ rất là êm, rất là tốt. Em cho quý chị xem phần cốp luôn. Đối với dòng này thì bên em chào giá chỉ là 79 triệu đồng và bao quý chị rút hồ sơ. Ngoài ra thì quý chị nào mà có nhiệt tình đến trực tiếp trên xe thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị bớt lọc cho quý chị khi mà quý chị mua xe nha. Đó, Dimatic sản xuất 2005, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc nha. Nếu anh chị quan tâm chiếc này, hãy liên hệ cho em theo số hotline 0936793793 và 0931933399. Bên em có địa chỉ tại 965 Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau. Đừng quên cho em một like và một subscribe. Em xin cảm ơn.